Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật trong chuỗi chiến dịch để không ai bị bỏ lại phía sau. Tôi tên Liên, nay được 36 tuổi, có bán phá lấu bò, cơm cháy khô gà, mấy nói chung món ăn mang quặt đó. Ông xã của chị thì lãnh sơn nước rồi này, phụ hồ này cái nọ đó. Vô chừng, nói chung nghề vô chừng lắm. Và chị bán thêm hỗ trợ với anh để lo cho hai nhỏ nó ăn học. Hồi trước chị cũng có mở quán cơm, rồi xong rồi bị dịch á. Thế là mặt bằng thì chủ nhà lên giá rồi lấy mặt bằng lại. Đồ đạc thì chị không có sang được. Nói chung lúc mà quyết tâm mở quán cơm chị cũng có mượn số vốn. Rồi cái cuối cùng bị đổ nợ, thiếu nợ cái số vốn đó. Nhưng mà bây giờ chị vẫn góp nhỏ. Bây giờ đi làm với lại lúc mà không có bán thì chị đi làm để đóng lời, đóng lãi cho người ta. Con tên là Hoàng, năm nay con học lớp 5. Con thích đọc sách lắm. Ước mơ của con sau này là con muốn con thật mau lớn để con có thể đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Dạ em chào chị ạ, chị ơi chị cho em một phần phá lá bánh mì chị ha. Em cũng có biết đôi chút về hoàn cảnh của chị Liên thì nhưng mà mở quán nhỏ này chắc là chị cũng có những cái khó khăn lo nghĩ riêng chị ha. Đúng rồi, tuy rằng nó nhỏ thiệt nhưng mà nó cũng nhiều đồ linh tinh á em. Cũng chị nói chung cũng mượn một số vốn nhỏ để mở ra bán đây. Trước chị xin đi làm, rồi đi cũng thời gian lâu cái nó thấm, chị bị đau khớp, chị đau chân bây giờ đi không có được nữa, cái đầu cũng hơi chật vật. Rồi chị cũng còn mắc nợ cái số tiền đó. Bây giờ thì nói chung là xin góp nhỏ, mình góp nhỏ cho người ta. Bây giờ thì chị có thời gian chị đi làm mà góp không có đủ, tại vì phải có mấy đứa nhỏ ăn học nữa. Nói chung là vốn thì chị không có tự có, nên là cũng phải vay người chút ít. Nhưng mà mấy chỗ này cũng với lại có ông anh thì ông cũng hỗ trợ cho cái xe. Rồi chị mượn thêm vốn, chị mua linh tinh, mua lặt vặt á. Nói chung là cũng hành trình cũng khó khăn, cũng gian nan mới được cái quán nhỏ nhỏ vậy. Chị thêm thu nhập phụ ông xã, tại công việc của ảnh cũng không ổn định lắm, phụ được cái gì phụ, tại vì chị còn hai bé đi học á. Em cũng được biết á là với cái bé lớn của mình thì khi trước mình cũng gặp khó khăn cho nên là chị phải dừng cái việc học của bé lại. Thì không biết là với hai bé hiện tại của mình á thì chị có bao giờ thoáng nghĩ tới cái việc đó chưa chị? Đứa đầu thì hồi đó cũng khó khăn á, không có cho học. Thì cho nên tới hai đứa này thì chị quyết tâm là buôn bán rồi gom góp gán cho học. Tại vì hai đứa này nó chịu học lắm, chị sẽ cố gắng tất cả. Nói chung là về tương lai hai đứa. Em biết là bán cái này mùa nắng thì nó đỡ, mùa mưa thì nó cực lắm. Không có khách đâu, nhưng mà mình cũng cầu trời cho ông bà thương nha, xoay chuyển thì mình có khách mua mai bán đắt để cái thu nhập của chị nó ổn định hơn. Nó lo được cho mấy bé. Chia sẻ là em là Kim Hiền đến từ chương trình Cà Phê Tết của đài truyền hình HTV thành phố mình. Thì hiện tại chương trình của tụi em đang kết hợp với lại ứng dụng Project để thực hiện chiến dịch để không ai bị bỏ lại phía sau, nhằm hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn mà có gian hàng giống như chị Liên đây á. Mình có một cái gian hàng lên mạng trên nền tảng Project để từ đó mình có thể cải thiện được đời sống thu nhập. Trước tiên chương trình sẽ tặng đến chị một chiếc điện thoại thông minh để mình có thể đăng ký gian hàng trên mạng, cũng như là mình có thể tiện liên hệ với các anh gian hàng nha chị. Chị gửi lời cảm ơn tới chương trình và ứng dụng Project đã tài trợ cho chị. Và nói chung chị mong là gian hàng của chị có nhiều khách biết đến và ủng hộ. Em cũng rất là hy vọng là với gian hàng mình sắp có đây á thì chị sẽ có thể cải thiện thu nhập cũng như là cuộc sống của mình và có thể là chăm lo cho các em nó đầy đủ điều kiện nhiều hơn. Dạ. Vậy thì bây giờ trước khi mà mình chờ mấy anh chị bên GoCheck đến để đăng ký gian hàng online cũng như là làm thủ tục cho mình á, thì mình chị em mình sẽ chụp những bức ảnh thiệt đẹp về món của mình để giới thiệu trên app chị ha. Đây chị thấy nè, hình đẹp quá trời luôn. Em nghĩ là nhìn mọi người thấy thì chắc chắn sẽ rất là ngon mắt và sẽ ủng hộ quán của mình rất nhiều. Đến đây thì Cà Phê Tech xin phép được khép lại. Chương trình Cà Phê Tech được phát sóng vào lúc 7 giờ 55 phút sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và phát lại vào lúc 7 giờ 10 phút sáng thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị đừng quên theo dõi fanpage và YouTube Cà Phê Tech để chúng ta cùng lan tỏa những đổi mới sáng tạo trong thời đại công nghệ số quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.